Ok, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn nhắn video của mình. Hôm nay mình sẽ lên được bạch kim 4 và hôm nay mình sẽ cố gắng hết sức để tập trung vào trận đánh để mình lên bạch kim 4 nhé. Ok, bắt đầu nào. Ok, hôm nay mình sẽ tập trung nhé. Hôm nay mình sẽ lên full tăng tiếp. Sẽ tập trung. Mình đang cố gắng tranh thủ lên bạch kim 3. Tại vì bạch kim 3 sẽ mở được chế độ đấu thế giới rồi đó, mình đang tò mò. Mình đang tò mò, đang cố gắng. Đau quá, trâu quá. Thôn 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 rồi, đúng rồi. Có một phá nha, cẩn thận nha. Ổn rồi. Mình đi đường một phát nào mình cũng bị thôi lúc đầu á. Nhưng mà khi mình lên được level 4 là lúc đầu mình trở mặt lại ngay. Tranh thủ lên lên level 4. Mình nói mà mỗi lần mình về nhà xong mình lên mình thắng chắc mà. Nếu các bạn để ý những cái clip trước của mình á thì lúc nào mình cũng bị thua lúc đầu á. Thua level 1. Nhưng mà mỗi khi mình về mình lên đường thì chắc chắn mình sẽ thắng. Ha 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 ha. Ôi không kịp ăn cục báo nó. Nhưng mà con này có ulti rồi, hơi cẩn thận nha. Ulti là một phá là căng á. Quỷ nè. Cái full nó mới chơi được nó, không full là nó ulti nó bộc phá mình không biết đang ở đâu. Biết ngay mà. Không chưa? Thôi là mình sáng suốt mình chạy về luôn á. Chứ mà mình lao lên. Dây 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 dây, rách dây. Thôi là sáng suốt á. Nó mất một phá rồi anh em ơi, nó mất một phá rồi. À, đúng rồi đấy. Ủa mình đang mạnh luôn không vậy? Cái gì vậy? Ủa mình thôi, tự nhiên mình đứng hình một cái nè. Các bạn thấy không? Buồn thiệt chứ. Mình đứng hình. Chắc là do điện thoại mình cùi rồi. Hay là do phần mềm quay của mình có vấn đề ta. Để bữa nào mình tải phần mềm quay khác về để thử xem. Chứ lúc mình không có quay mình không có bị tình trạng như vậy. Khi mình quay clip thì lại lắc hơn. Hey. Tết là pin ngon nhỉ. Pin có bà. Cũng chưa được cái số hả. Ôi. Ôi.
Ôi win dễ easy thật sự là Liên Quân mình lên kim cương dễ lắm các bạn à, tại mình không tại mình lười thôi chứ thật sự là mình lên kim cương khá là dễ trong game này. Đa số mấy cái dòng game MOBA trên điện thoại á, tựa game nào cũng vậy, mình đa số từ trình độ kim cương trở lên không ạ. À. Ui, nó là mít kìa anh em ơi. Nó là mít kìa. Ủa quá giật cái là mít kìa. Rồi 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 rồi. Ui gì mà giáp dữ vậy. Anh em nó hết rồi nhờ. Sao ở chơi có mình nhờ. Really? À, con Gilder này nó lên cái này hàng gì chuyện cái con kia nó có nguyên cục giáp luôn. Ok, biết rồi. Lên cái này rồi xong mình sẽ lên cái món xuyên giáp đi. Không lên full tăng nữa. Lên thêm một món xuyên giáp nữa. Nhưng mà nhìn anh em mình đánh mình thèm quá phải ra đánh thôi. Nhìn anh em mình đánh lộn rồi, lát khô luôn rồi. Ôi, skin kia xài chiêu nó ra âm thanh nghe sướng chứ. Tinh 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 tinh. Thôi, mình không được bị cuốn vào cái dòng đánh lộn. Farm thôi. Lên đồ đi tính. Farm trước rồi tính sao? Chậm quá các bạn ơi. Nó bị sức không phép hay gì. Hey, hey. Ok, rồi, để mình nghiêm túc lại. Đã như buồn lời quá. Hey. Ok, nghiêm túc lại, mình sẽ đi đường dưới. Chưa ăn xong nửa điều thì lâu rồi nữa. Mình chơi rất dễ bị cuốn vào cái vòng xoay mà kiểu đánh lộn liên tục á, như vậy là không tốt. Wow wow cái gì đau quá vậy? Đau quá các bạn ơi. Oh chuyện thiết rồi kìa, hàng gì? Chết chưa? Oh. Đây là lý do tại sao mình chết. Sát thương phép không? Ok. Lên cái này trước đã, từ từ rồi tính. Huân chương. Mình thấy mình BK cũng ghê mà. Bay lên bay xuống được mà. Relationships
Builder kìa. Ơ bị chán chung rồi. Rồi xong các bạn ơi. Lúc nào cũng bị đứng hình. Ôi, lúc nào cũng bị đứng hình á các bạn ơi. Cùi quá. Anh kia AFK rồi. Căng thẳng thôi. Chắc có lẽ mình phải tắt quay để mình thắng ván này quá. Tại vì lắc. Thôi không sao. Thôi thôi. Từ từ mình sẽ thắng đây. Đập chết luôn em ơi. Help me. Help me. Cái tình chứ khó chịu thiệt luôn đấy. Khó chịu thiệt luôn đấy. Khó quá, anh em đánh rời rạc quá. Mình tăng không mà mình không có đam. Ok. Mình phải cường stick lại với nhau. Lên luôn em ơi. Lên luôn. Mày thấy đẳng cấp thượng thừa chưa? Ok, thắng luôn rồi các bạn, thắng được luôn á. Chỉ còn một cái bá lực kệ thôi. Chết chứ, không có rip. Ờ, lên đây, các bạn lên đây. Lên đây nè. Chết mẹ, em sợ ulti luôn rồi. Mình dễ bấm nhầm ulti nhờ. Em được luôn á. Mình sẽ lâu rồi, hết tung rồi. Chán rồi. Ok. Ok, về. Mình nghĩ nên về. Nghĩ nên vậy các bạn ơi. Nghĩ nên vậy. Không được đâu. Không sao. Tại vì pháp sư nó đẹp dơ lắm. Mình không công được đâu. Ok, bây giờ mình sẽ lên thêm miếng đam đi các bạn ạ. Chứ bây giờ mình không thể nào mà phố học kiếm chắc mồi mình lên tầm 7 rồi. Lên này chi vậy, bắn hết này đi, lên thêm đam. Phố học kiếm sẽ làm đam mình to hơn một chút. Nani? Bố lao bố liêu. Ok mình, Ok thắng luôn rồi. Mình đánh hết sức rồi đó bạn ơi. Mình thật sự mình không đủ đam. Mình cố gắng mình giết được AD nó rồi. Ok lên cái này mình sẽ thắng. Thắng chuyện băng. Thực sự bán này mình không phải MVP nữa thôi luôn á. Ồ, mình do anh giành rồi. Bán này khó MVP rồi. Bắn luôn. Không sợ bắn luôn. Bắn luôn. Búp mà, có búp mà. Ok, easy. Ui, còn sống kìa. Ok. Thôi mình nghĩ chưa em được đâu.
5 giây nữa pháp sư ra rồi. Đồ đâu ghi bụi vô đỡ ra đó anh em. Về 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 về. Mình chưa có tóc biến nữa. Hay. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Hay. Hay hay hay, chúng ta thắng rồi anh em ơi. Hay. Nhớ là kèo rồi các bạn. Ok. Một tràng pháo tay. Hay chưa? Cái vị tướng Florentino của mình chưa? Cơm bắp phải vậy đó. Nếu các bạn thấy mình đánh hay thì cho mình một like nhé. Mình đã luyện tập con này suốt 2 tuần liền rồi mới được đấy. Chứ không phải đơn giản như vậy đâu. Thêm một sao nữa, thêm một sao nữa. Wow, thiếu 8 điểm rồi. Ồ, chuỗi thắng 6, ngon. MVP chắc là John hay là Nan đó. Ờ, đúng rồi, John. Biết ngay. Ồ, đẹp quá. Skin, skin đẹp kinh. Thử thắng đầu luôn. Sát thương gánh chịu toàn đội luôn, thấy chưa? Và ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé. Các bạn nếu thấy mình đánh hay thì cho mình một subscribe và một like nhé. Còn bây giờ, bye bye. Hẹn gặp lại.